cha xin phép được công bố những bạn đã rất xuất sắc trong cuộc thi ngày hôm nay. Thực tế thì tất cả các con đều đã rất cố gắng nhưng mà mình vẫn tuyên dương những bạn gọi là cố gắng nhất, được không ạ? Các con đều là những người tài năng, các con đã dám đứng lên trên sân khấu vượt qua chính mình, test cứng đầu lưỡi mà vẫn phải làm ảo thuật đấy. Si và Kitana run rồi là cao có rồi sợ sai đấy, cũng dám lên sân khấu. Chị Na hay đau bụng như thế mà cũng dám lên sân khấu hát rồi là nhảy. Rồi em Piu đâu ạ? Em Piu thì em Piu nhút nhát mà bây giờ cũng dám lên sân khấu nhảy một bài đấy. Vâng, rất cảm ơn tất cả các con. Và bây giờ thì cô Trang xin mời gọi là Mr. Khánh lên trao bằng cho các con. Các con sẽ thấy rất vinh dự và cô Trang sẽ là người công bố ạ. Dạ. Và đầu tiên ạ, cô Trang sẽ nói qua giải 3. Giải 3 này sẽ dành cho hai bạn đã cùng chung sức với nhau. Vâng. Kitana và Si hả? Ok, em Si cũng có giải đúng không? Và cô Trang xin chúc mừng bạn Na Nguyễn Ngọc Anh và bạn Du Thị Thanh Sang Wendy đã giành giải 3. Thank you.
Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Phương Dung, Miss J. Xin chúc mừng bạn Dương Đức Mạnh, Mr. C. Cho thấp bằng xuống, Okay, teachers please come to the stage and take pictures. Yeah. And all the, and the first and second and third, please come to this line. Mary, Tiger, Harry, come first please. Down, yeah, thank you. Wendy, now, now. And then, everyone please. Mimi, come here. Yes, okay. Goku, Piu, David. Okay. Tất cả mọi người nhìn ra. Được rồi ạ.